Tin đồn quan hồn ở chân cầu Cần Thơ lan đi với tốc độ chóng mặt. Sự việc lên đến đỉnh điểm khi những người qua lại khu vực này còn cùng nhau góp tiền sắm đồ lễ, dàn hương, mời một số sư thầy cúng niệm, làm lễ giải quan. Thế nhưng gần đây, những vụ phát hiện xác chết trôi sông khiến những tài xế hoang mang. Họ cho rằng việc cúng lễ chưa thành tâm và chính những hồn ma dứt dưỡng nơi chân cầu đã dụ người khác đến tự tử. Tìm về khu dân cư ngay dưới chân cây cầu, chúng tôi được biết đa số người dân sinh sống khu vực này đều sống dựa vào nghề buôn bán, làm thuê. Khi được hỏi có ai từng gặp quan hồn không, thì một người dân sống gần đó cho biết hầu hết mọi người đều được nghe đồn chuyện người này người kia thấy gặp quan hồn. Chứ thực ra chúng tôi sống ở đây thì chưa có ai gặp quan hồn cả. Nhà tôi ở ngay chân cầu, hàng đêm bắt buộc phải đi lại, nhưng tôi chưa gặp vong lần nào. Sư thầy Phước Thanh ở chùa Bồ Đề cho biết, sau sự việc sập nhịp dẫn cầu Cần Thơ xảy ra mấy năm trước, các cơ quan ban ngành cùng các sư trong chùa đã tiến hành làm lễ siêu thoát cho những nạn nhân. Chùa cũng đã tạc bia ghi tên tưởng niệm cho các nạn nhân để hàng năm Phật tử khắp nơi vào thăm viếng. Đúng là gần đây cũng có nhiều tài xế vào chùa thắp nhang rồi hỏi chuyện về các hồn ma ở chân cầu. Có người còn nói với thầy rằng chính họ là người đã từng bị ma khiêng bỏ xuống đất. Theo thầy, đó chỉ là lời đồn thất thiệt, chuyện không có thật. Theo tìm hiểu của phóng viên báo Đời Sống và Pháp Luật, những dãy nhà bỏ hoang khu vực gần chân cầu trông có vẻ u ám là do bị giải tỏa nhiều năm nay nên người dân phải chuyển đi nơi khác, chứ không phải do người dân sợ quan hồn mà bỏ nhà ra đi. Ở các khu vực xung quanh, người dân vẫn sống và sinh hoạt rất bình thường. Thậm chí còn có nhiều công nhân khu công nghiệp Bình Minh đến thuê nhà trọ để sinh sống. Ông Nguyễn Văn Thanh, nguyên bí thư ấp Mỹ Hưng 2, xã Mỹ Hòa cũng cho biết, chuyện quan hồn chỉ là tin đồn. Các chuyên gia tâm thần học phân tích, một người có trạng thái luôn sợ ma sẽ có thể mơ thấy những vong hồn ma quỷ. Trên thực tế, những giấc mơ sẽ giúp con người trưởng thành và tìm hiểu thêm về bản thân mình. Giấc mơ phản ánh chính bản thân con người và những mối quan hệ của họ với người khác. Các hiện tượng thường gặp nhất trong giấc mơ là ngã, bị rượt đuổi, người cứng đờ không thể cử động, gặp một người lạ như hồn ma. Nam giới dễ gặp ác mộng là chứng kiến các tội ác, còn ở phụ nữ là bị mất người thân và bị quấy rối tình dục. Một sự thật đáng kinh ngạc về giấc mơ là chúng thường hướng về những việc cấm đoán. Những giấc mơ như bị rơi, bị truy đuổi hay cứng đơ người phản ánh đúng những trải nghiệm trong cuộc sống. Tuy nhiên, gặp ác mộng cũng không phải là một điều quá xấu. Điều đó có nghĩa là giấc mơ có một cường độ cảm xúc mạnh và xảy ra khi có những vấn đề khó khăn mà bạn lo lắng, chưa thể giải quyết được trong đời sống thực. Vô thức của bạn đang cố gắng kéo sự chú ý của bạn bằng cách khiến cơn ác mộng trở nên sống động hơn, cho đến khi bạn bắt đầu chú ý đến vấn đề.